Em xin chào các bác. Hôm nay thì em Madaba đã từ trong miền Trung trở ra. Hôm nay bắt đầu là xe lồng đã kéo đến từ Thái Nguyên. Em mời các bác là thưởng lãm em này nhé. Xe zin, sơn zin đến 95%, lốp cũng nguyên bản theo xe và chạy số km zin luôn các bác nhé. Con xe này cực kỳ đẹp, nhìn cái nước sơn nó cực sáng và rất là đẹp. Và chuẩn bị sẽ hạ trên xe cầu xuống. Đây các bác xem cái lốp, đết lốp này vẫn zin nguyên bản từ năm 2016. Và bây giờ thì bác xe đang chuẩn bị là hạ thùng. Cái xe này thì rất là đẹp nên là em đã quyết định chốt mua về cửa để các bác ai có nhu cầu thì đến Việt Bắc Kha. Đấy, cái lớp sơn của nó cực đẹp luôn. Rất là chất. Số km zin là sản xuất vào năm 2016. Máy 1.5 số tự động các bác nhé. Đấy, bây giờ là anh giao xe sẽ đánh vào trong nhà. Ở sân nhà mình kiểm tra xong bắt đầu sẽ trả tiền cước xe. Đấy, bây giờ em sẽ kiểm tra xe xem là kính, máy móc, keo chỉ, sơn. Đây, bác Cường cũng sang cùng nhau kiểm tra. Quay bên trong nội thất. Xe thì máy 1.5. Đó, các bác nhìn này, tươi không? Đấy, túi khí, cửa sổ trời. Cần số này. Đấy, xe rất là đẹp. Đây quay số ô đô cho các bác nhé. 5,4 vạn km. 5,4 vạn km các bác nhé. Zin nguyên bản từ năm 2016 đến bây giờ mới chạy có 5,4 vạn km thôi. Lốp nguyên bản theo xe. Đấy, em đang kiểm tra keo chỉ kính. Kiểm tra keo chỉ. Đấy, quay cho các bác xem cái phần ghế đằng sau. Zin nguyên bản hết luôn. Đầy đủ cửa sổ trời. Đây là kiểm tra cái chỉ cốp. Đó. Zin đét các bác nhé. Cốp rất là sạch sẽ này. Cái này là cái kích này. Đấy, đồ tháo và cái kích. Sự cố thì các bác xem. Để dùng để tháo bánh phụ. Đấy, xem tất cả những cái phần keo chỉ rồi những cái phần góc đèn. Nói chung là con xe này một chủ từ mới các bác ạ. Chủ xe đi cực kỳ giữ gìn luôn. Em quay đến cái phần cabo này, là khoang máy này. Ốc cabo này cũng zin nguyên bản. Cả hai bên luôn các bác nhé. Đây em tiếp tục quay bên này này. Cabo zin nguyên bản. Cái này rất quan trọng. Đây phần ụ này, rồi là phần giằng đầu này. Tất cả phần giằng đầu nó cũng vậy, không bị tháo vặn gì. Ốc máy này. Đấy, máy cũng thế các bác nhé. Máy thì mặt máy cũng zin đét luôn. Ắc quy thì mới được thay nhé. Đó, như vậy là em đã giới thiệu và cho các bác xong con 2016 vừa mới hạ lồng. Thì mai kia em sẽ quay thêm chi tiết về cái xe này cho các bác. Xin chào các bác và hẹn gặp lại.